Để phục vụ nhu cầu giao thương, vận chuyển hàng hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Hưng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định thành lập đường ngang chuyên dùng tại km 18 136 tuyến đường sắt Gia Lâm, Hải Phòng. Tuy nhiên, đường ngang này chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép vận hành, khai thác và sử dụng của Cục Đường sắt Việt Nam, cơ sở pháp lý quan trọng mà doanh nghiệp còn thiếu, dẫn đến nhiều vấn đề còn tồn tại như năng lực chuyên môn của các nhân viên gác chắn, thiếu thông tin liên lạc thường xuyên, chính xác giờ tàu chạy để xử lý các sự cố phát sinh. Cái lịch tàu chạy thì chúng tôi nắm được là cái tàu khách thì là một ngày là nó có 6 chuyến. Là chúng tôi nắm được nó chỉ chênh lệch nhau chỉ có 5 đến 10 phút thôi. Chậm và nhanh, hành nghề nhưng mà tôi lộp là vào là tôi lộp cho công ty ạ. Cuối năm 2012, thời gian là tôi chỉ học thời gian ngắn thôi. Cho nên là nhiều những cái có khả năng tôi cũng chưa nắm được hết. Từ ngày ấy đến giờ là tôi chưa được cấp mới. Sau buổi kiểm tra hiện trường, Đoàn Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam thống nhất ý kiến các bên và kết luận đình chỉ hoạt động tuyến đường ngang chuyên dùng dẫn vào công ty Việt Hưng, đồng thời yêu cầu công ty Việt Hưng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết, đảm bảo an toàn tàu chạy. Đoàn kiểm tra sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên tham gia, căn cứ vào các quy định pháp luật thì kết luận như sau. Cái thứ nhất là yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Hưng tạm dừng khai thác cái đường ngang km 18 136 nối đi vào công ty trách nhiệm bao bì Việt Hưng và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Trong cái thời gian mà chưa có quyết định đưa vào khai thác sử dụng thì đề nghị công ty tạm dừng khai thác và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nếu để xảy ra mất an toàn giao thông sắt, an toàn chạy tàu trên cái địa bàn phạm vi đường ngang chuyên dùng mà hiện nay công ty quản lý. Những vấn đề tồn tại của buổi làm việc hôm nay thì doanh nghiệp hoàn toàn tiếp thu ý kiến và sẽ khắc phục sớm và cũng mong rằng các cái ban ngành đoàn thể của Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt và Công ty Hải Hà cùng giúp đỡ doanh nghiệp để doanh nghiệp sớm đưa vào đường sắt khai thác sử dụng cho nó hợp pháp. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế đất nước là chủ trương đúng đắn, nhưng song hành với đó, việc gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật là nhiệm vụ quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn trách nhiệm trong khai thác đường ngang chuyên dùng. Một trong những giải pháp tốt nhất đó là hãy làm đúng ngay từ đầu.